Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh đọc mình. Hôm nay mình sẽ unbox thử cái Octopath Traveler này. Khá là dày nha. Sách gì mà to mở như thế nào đây, à đây mở như cuốn sách đấy, chúng ta sẽ có một cuốn sách sạch. Chúng ta sẽ có phần game. Chúng ta có game. Chúng ta có game Octopath Traveler. Game độc quyền cho Switch. Đồng, chắc là đồng tiền trong game ấy. Nó làm bằng bằng sắt, mà nghĩ chắc là bằng đồng ấy. Một cái đồ vẽ, đồ đây nó là một cái khăn gì đấy, khá là đẹp. Một đĩa nhạc soundtrack của game. Đến nhà sao chắc. Sẽ tiếp tục cái đây là cái file mềm đây. Đây, cái này mình sẽ quay cho các bạn dễ thấy. Là để game file. Có lẽ nó sẽ nằm như vậy. Đây nó sẽ là cái này chơi sao nhỉ? Chắc ha, nó sẽ như vậy đây. Đây. Một cái vương quốc nọ có một nàng công chúa. Phải công chúa không? À không, mình cũng vẫn chưa chơi cái game này. Mình thấy nó đẹp quá. Rất là đẹp nhé. Mình sẽ đọc tiếp trang tiếp theo là một cái thư viện đây. Đây là tất cả những thứ mà mình có trong cái bộ này. Khi mà bạn mua các bạn sẽ có được cái bộ như vậy. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video.